rường là một loại kiến trúc cổ ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 17 dưới triều đại phong kiến Việt Nam. Mặc dù không chỉ được xây dựng trên đất cổ đô, nhưng nhà rường vẫn được xem là một di sản đặc trưng của xứ Huế. Nghề làm nhà rường ở Huế vì vậy cũng được xem là tinh hoa của nghề thủ công Việt Nam. Già xưa Nam Bắc là hẳn không đẹp bằng già xưa Huế. Việt cũng phải là một cái kiến trúc mà cái kẻ cầu vững chắc nhất, nhẹ nhàng nhất, tâm mềm mại, thanh thao, duyên dáng. Thành thử là người ta làm chỉ làm chậm phá, chắc không phải là nói là chạm trộn nhiều là nó đẹp. Tôi nghĩ nhà rường Huế là một cái di sản mà rất đáng được bảo tồn và phát huy. Người làng Thạch Căng, Dương Nổ và các làng lân cận của xã Phú Dương, huyện Phú Vang đã quá quen thuộc với hình ảnh lão nghệ nhân Nguyễn Màng thong dong trên chiếc xe đạp, rong ruổi khắp các con đường làng. Ngoài 80 tuổi, ông vẫn tự túc đi lại ngon lành như vậy. Hôm nay, lão nghệ nhân đi làm lễ thường lương một căn nhà rường do một người con trai thử của ông lận thầu. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn có thể treo lên đỉnh mái nhà, kiểm tra công trình và chỉ đạo tổ thờ như thế này. Tôi làm nghề từ năm 1955. Tôi không có học thầy, mà tôi đi học bạn, mà không phải học một người. Ví dụ tôi học ông này một thời gian nào đó, thấy cái ông khác khả năng hơn ông này là tôi còn kiếm học. Đó, vì cái làm nghề này mọi người có trí óc khác nhau, mẫu mã khác nhau. Học bạn lớn hơn thì tôi vẫn học, mà nhỏ hơn tôi vẫn học. Ai làm nhà chỗ nào các ông bực tiền bối cao hơn tôi, hồi tới tu sửa gia nào ra, tôi tới hỏi thăm hỏi lòng, cho tôi mừng vài ngày công, mà vừa làm có tiền, mà vừa ngó cái mẫu mã, kích thước, mực thước, là tôi học. Hồi xưa nhà này chồng này chắc phải nhà giàu thì ở được nhà rương đấy ông. Thì xưa nói có cháu này buông này chỉ có 2-3 cái. Căn nhà của nghệ nhân Nguyễn Màng sau chờ Dương Nổ, lúc nào cũng la liệt đồ nghề. Đó là những thứ ông mua được từ những căn nhà rường cũ, hư hỏng, người ta bỏ đi, chất sạc ở đó, khi nào cần thì dùng. Cũng như ngôi nhà rường này, dựng sẵn trong khuôn viên nhà của ông, chỉ chờ người có nhà ý mua, ông sẽ hoàn thiện và bán. Cù này, keo này, còn đây là kêu cái đòn tay. Mà đòn tay này họ, cái tên hẳn là đòn tay ngạ, ba góc này là thành bức chéo. Còn đây là mấy con nách, kêu bằng nách dơi, là mẫu, có mấy cái mẫu dơi, là kêu bằng nách dơi. Nhà rường hiền Huế là có ba loại gỗ, đẹp nhất là mít, thứ gì là gỗ. Cái tuổi thọ của cây gỗ làm nhà rường là ăn thua, con người bảo quản, khỏi nước dột. Câu cao nói nước mưa là cưa của trời, là hàng dục xuống, cỡ trong 2 năm là cái gỗ đó là đã ẩm, đã thối lần. Rồi còn lưới phải cho hỏng đất, chứ bị cái đất nó ăn, nó mong lần. Có một số người trước khi ông cha để lại cái gia xưa cho sau này con cháu thờ, mà chứ con cháu không ưa, thì hàng bán chứ không có tiếc gì hết. Cửa này là phải công con. Hơn 60 năm theo nghề, nghệ nhân Nguyễn Màng đã phục chế thành công hàng chục ngôi nhà rường cổ. Trong đó có một số nhà rường ở Đại Nội Huế, nhiều công trình chùa chiền, đình làng, nhà thờ hòn nổi tiếng của Huế. Bàn tay tài hoa, đầu óc tính toán chắc như đinh đóng cột cho tỷ lệ tương thử gỗ,
khả năng đọc được tuổi thọ của từng vật liệu, hành nghề có đạo đức, trung thực, tận tâm. Ông là người có uy tín cao trong giới làm nhà rường ở Huế. Cửa này là khi mà tu sửa già là cửa này khỏi. Ông trong một cái nhà rường thì làm những cái bộ phận mô là khó nhất ông? Khó thì không khó, mà ăn thua khó cái mực. Từ côi đầu kèo mà xuống cột khăn dứt, rồi xuống cột khăn gì, xuống cột khăn ba là ba thứ cột. Mà bỏ răng một sợi mực là từ trên xuống dưới, nó điều dao. Nó điều dao khi đó thả đông tay vô, nó điều mới cái mái da nó khỏi thụng lên thụng xuống. Thành học cho tới nơi tới chỗ. Đình làng An Gia, một ngôi đình cổ được xây dựng từ năm 1817 dưới thời vua Gia Long. Cách đây khoảng hơn chục năm là một công trình xuống cấp nghiêm trọng. Nhất là ngôi nhà rường năm gian hai trái. Năm 2009 qua thời gian là lâu quá, 170 năm, cho nên là bị xuống cấp. Thì dân làng khi đó mới đồng tình là quyết để mà đài tu lại. Thì dân trong làng có thợ mộc cũng nhiều, mà trong xã này cũng nhiều. Nhưng mà vì họ cũng chuyên môn về nhà rường, thì làng phải về tại nhà bậc mang để mời bác lên đây. Công trình đã được phục chế sau 4 tháng thi công. Ngoài chiều cao của nền nhà và chân cột được nâng lên khoảng 1,5 mét để chống chọi với mưa lụt, tất cả các thiết kế cũ được yêu cầu giữ nguyên. Và nghệ nhân Nguyễn Màng cùng với tổ thờ của mình đã phục chế một cách nguyên vẹn 70% cả kết cấu đã bị xuống cấp. Không mất đi một nét truyền thống nguyên bản nào. Chất lượng gỗ cũng được chọn lựa kỹ lưỡng, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho công trình. Lúc đó, ông đã ngoài 75 tuổi. Qua cái quá trình làm mà tôi là trưởng ban xây dựng là tôi theo dõi là tôi thấy bác rất là nhiệt tình. Bác Phong ông thì phải nói là tôi thấy cũng hiếm hiếm người có. Là vì sao? Vì ông ấy già rồi nhưng mà ông làm cái gì lần ra cái đó. Bác nhìn quá bác đi bằng gõ thế thôi. Gõ từng cái cột thôi mà cái này hư. Là bác nói hư. Mà có thể nói giỏi cái là hư. Bao nhiêu phần trăm? Tóm lại là không chê. Làng ai cũng phục hết, toàn bộ là anh em tới làm là ông nói chi là làm vậy. Ông Màng có 4 người con trai thì 3 người theo nghề của cha. Ai cũng đã xây dựng cho mình được một cơ sở riêng. Tuy nhiên họ vẫn hợp tác với nhau khi có công trình lớn và vẫn hỏi ý kiến của cha mỗi khi cần thiết. Nhà từ xưa thì cũng nghe cũng của ông cha để lại, như hôm nay mạnh em cũng quyết tâm cùng thờ thay, cùng nhìn giữ lại cái nét văn hóa nhà rừng Huế mình. Kinh nghiệm của bố thì cũng được 80-90%, mình cũng nội nghiệp thế. Yeah. Ông còn đam mê nghề đó, chứ năm nay tầm mấy chín gần 90 tuổi mà ông còn đam mê làm đó. Yeah. Hiện nay cả con của ông Màng còn nhận khá nhiều công trình không chỉ của Huế mà của rất nhiều tỉnh thành khác trên cả nước. Những ngôi nhà rường Huế được sản xuất tại chỗ, sau đó được di chuyển đến các địa điểm đặt hàng để lắp ráp. Những ngôi nhà mới như thế này cũng được làm và dựng sẵn, chờ khách hàng đến. Nếu đồng ý lựa chọn là sẽ được tháo ra để di chuyển. Mỗi căn nhà như vậy, đôi khi có giá hàng tỷ đồng.
Cơ sở Tâm Tín cũng là một xưởng chuyên làm nhà rường kiểu Huế của nghệ nhân Trương Văn Ấn. Ông Ấn là nghệ nhân nghề họa, nhưng cũng rất rành về nhà rường Huế. Cha ông là nghệ nhân khảm sanh sử rất nổi tiếng của Huế, cụ Trương Văn Lập. Nói về cái nghề làm nhà rường này, tôi rất là say mê. Tại vì thứ nhất là nó là cái nghề của dòng tộc nhà tôi. Tôi làm đến đời thứ 8 rồi. Nhà rường Huế thì nó được phát triển cả Bắc Trung Nam luôn. Tại vì tôi làm thì nhiều cái nhà là tôi làm ở Hà Nội, rồi làm ở miền Nam cũng nhiều. Đó, thì cái nhà Huế thì nó phát triển rất là nhiều. Tại vì nó mang cái đặc thù văn hóa của Huế là nó vừa nhẹ nhàng, vừa ấm cúng. Hồi xưa người ta làm một cái nhà, người ta không kể thời gian, người ta không kể tiền bạc, người ta làm thế nào để đạt được cái chuẩn tốt nhất, đẹp nhất. Dù là một xưởng sản xuất khá quy mô, đơn đặt hàng đến từ khắp nơi trên cả nước, ông Ấn vẫn giữ một nguyên tắc sản xuất của mình, đó là tuân thủ tối đa cả quy thức làm nhà rường truyền thống kiểu Huế. Như về kết cấu gỗ, các họa tiết trang trí, đặc biệt là cả không một mỹ nghệ hoàn toàn làm bằng tay mà không sử dụng máy móc can thiệp. Tại vì tôi thấy ví dụ như cả cái chạm khắc đưa vào máy nó cũng đạt được một cái mức tinh xảo nhất định, nhưng mà có cái là nó bố trí không phù hợp với từng không gian. Ở trong nghề thì người ta nói cần thanh viện thô, tức là cần ở gần những cái mà chạm khắc, những cái nét ở gần thì phải làm thật là thanh, nhưng mà ở xa thì làm phải thô, thì cái máy nó không đáp ứng được chuyện đó. Ở đây phần lớn là tôi làm bằng thủ công, và nghề thủ công nó có một cái nữa là lưu giữ được cái nghề cho người thợ, truyền từ đời này tới đời khác được. Chứ còn mà vô máy thì một thời gian là thành ra mấy ông máy chứ không phải là ông thợ nữa. Đó là ý của tôi. Theo chân nghệ nhân này, chúng tôi đến Bình An Đường, một công trình nhà rường nằm bên cạnh tả ngoài khuôn viên Đại Nội Huế. Đây vốn là nhà dưỡng thương một thời của quan lại và cung nữ trong Đại Nội. Một thời gian dài, công trình bị bỏ hoang trong tình trạng tàn phế. Nó được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho trùng tu lại cách đây 10 năm. Dưới bàn tay của ông Ấn và cả người thợ, Bình An Đường đã trở lại với hình dạng xưa. Đơn giản về họa tiết trang trí, nhưng kiến trúc gỗ của Bình An Đường lại rất đẹp, chắc chắn và là một kiến trúc nhà rường khá đặc trưng của Huế. Và đây là một không gian khác, hoàn toàn được làm mới. Những nét khắc sâu tinh tế, những họa tiết trang trí bắt mắt, và đều là những họa tiết cổ theo lối trang trí của nhà rường Huế xưa. Cả khớp mộng được liên kết rất chặt chẽ, vừa khít, không để lộ một vết lỗi nào. Có chăng là sự cầu kỳ, hơi rườm rà của chủ nhân, vốn không phải là người Huế. Nhưng dù sao, đây cũng là một công trình đẹp của những tay thợ lành nghề trong xu hướng làm những công trình phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay.
mà vẫn giữ được những nét truyền thống không thể mất đi của kiến trúc nhà Rường Huế xưa. Công trình do cơ sở Tâm Tín thực hiện. Cái mức độ chạm trổ, cái mức độ xây dựng bộ khung chẳng hạn, thì thời xưa và thời nay ấy, nó cũng không khác nhiều. Thậm chí là thời ngày nay ấy, có khả năng làm tinh xảo hơn thời hồi xưa nữa. Trong một cái nhà rường ấy, cái chạm khắc nó rất là nhiều. Có những cái thì nó thuộc về truyền thống, thì dù như đầu kèo, bùng trển, những cái đó là những cái chạm khắc mà thuộc về cái bộ khung, thì nó dường như là nó không thay đổi nhiều lắm. Còn mà về các họa tiết mà trang trí ấy, thì nó lại thay đổi rất là nhiều. Thành thực ra là cái áp dụng về họa tiết ấy, là tùy theo chủ. Huế có nhiều hơn hai địa chỉ mà chúng tôi đề cập đang thực thi công việc phục chế và cải làm những ngôi nhà rường mới để kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh sự mừng cũng có những nỗi lo không tên. Tôi thấy những người thờ mộc truyền thống của Huế, họ đang làm cái việc khôi phục lại nhà rường, thậm chí là họ kinh doanh nhà rường, không những tại Huế mà còn đưa nhà rường đi nơi khác, là một cái điều mà thực tế nó đang diễn ra. Có những cái ngôi nhà rường mà họ dựng lên, nó không tiếp nối cái truyền thống của cái ngôi nhà rường đã có. Cái sự cấn xứng của bộ mái, chiều cao, không gian, nếu anh muốn làm lại cao hơn, rộng hơn, thì anh phải đảm bảo cái tỷ lệ đó, cái tỷ lệ vàng đó, thì không ai nghiên cứu giúp cho họ. Và những cái thờ thì họ chỉ bằng kiến thức rất đơn lẻ và họ làm, thì rõ ràng là giá trị nó không đạt yêu cầu. Nhưng với những người có nghề, yêu nghề như nghệ nhân Nguyễn Màng và Trương Văn Ấn, lại có những cách nghĩ và cách làm khác. Tôi thấy là nếu như mà đã làm nghề truyền thống hoặc là làm nhà rường Huế, làm nhà cổ, thì nên theo họa tiết cổ và cố gắng là học thêm, chứ đừng có cải biên. Cải biên nó nhiều thì nó hỏng đấy. Nhiều khi con cái ông làm kịp kiểu thờ tới mừng là ông cũng hướng dẫn cho nó làm, cho mẫu mạ, cho duyên dáng, cho mềm đi mà làm. Tôi mong muốn là làm thế nào mà cái nghề mình đó, trong gia đình mình giữ được, xã hội giữ được đó, và riêng cái sự Huế này cũng nhờ cái nhà rường mà tạo được công ăn việc làm cho không biết bao nhiêu là thợ. Cái người biết sử dụng, biết chơi gia xưa thì tìm chỗ ra gia xưa, còn cái số chứ các công ty công trình hội hợp giao công ty cổ phần nói để mua gia xưa, mà gia xưa mới làm sao cái mẫu hẳn đẹp. Nói chung là cho đến giờ này, sau mười mấy hai chục năm làm trong nghề và mình lưu giữ được như thế thì tôi thấy là tôi mãn nguyện. Đều ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. May mắn thay là cả hai ông đều có người nổi nghề trong gia đình. Và cả những lớp thờ say mê với từng thời cổ, từng nếp mầm như thế này. Nhà rường Huế vẫn sống trong nhịp thở thời đại, và trong cả những hoài niệm đẹp vẫn hiện hữu trong từng không gian rất đặc biệt của Huế.